Kính chào các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alex. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe. Như các bạn đã biết, Quy Nhơn là một thành phố năng động của Bình Định, được thiên nhiên yêu ái ban tặng vẻ đẹp hoang sơ với nhiều gành đá bãi tắm hoàng hậu, kỳ co eo gió. Và biển Quy Nhơn vào mùa đông sẽ là khoảng lạnh lý tưởng giúp bạn có những phút giây thư giãn và lãng mạn bên gia đình và bạn bè. Và sau đây Tăng Alex sẽ review cảnh biển ở Quy Nhơn, mời các bạn đón xem.